Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục em lại lên cho anh em và các bác một cái phụ kiện đồ chơi không thể thiếu. Đấy, hôm nay này không phải một video quay loa hay là cũng không phải là một video quay dây như thông thường nữa. Đây là một cái gọi là một cái phụ kiện không thể thiếu trong mỗi con loa cây anh em nhé. Đây là những cái mẫu phân tần. Đấy, những cái mẫu phân tần loa hay là nhiều anh em hay gọi là một mẫu gọi là mạch loa. Đó. Thì cái đây là nhà, hôm nay em lên cho anh em tổng hợp là có 1 này, 2 này, 3 này, 4. 4 mẫu. Đấy, 4 mẫu phân tần. Đấy, phân tần thì thường loa anh em nhìn hay nhìn là có những cái phân tần 2 đường tiếng, loa 2 đường tiếng này, loa 3 đường tiếng đúng không ạ? Hay là những loa full, full đôi, full đơn. Đấy, thì hôm nay em lên cho anh em là những cái mẫu loa full hay là những mẫu full đơn này, hay là mẫu loa 2 đường tiếng hay là những mẫu loa 3 đường tiếng mà em cũng đều có cho anh em nhé. Rồi ok, thì trước mắt anh em và các bác thì đây em sẽ lên lần lượt từng mẫu một, và trước khi vào cái những con chính này thì em sẽ giới thiệu qua trước. Đấy, thì đây là một mẫu phân tần là AB502. Con này thì gồm có 2 đường tiếng anh em nhé, như anh em thiền nhìn đây, 2 quay 2 đường tiếng. Con này thì là của Trung, nội địa Trung. Đấy, anh nhìn tất cả thông số đây. Đấy, 4 ohm đến 8 ohm này. Đấy, và con này chạy được 380W. Anh thấy không ạ? Và con này đặc biệt là có cầu chỉ chống cháy. Đấy, có 2 tụ này, 2 cuộn cảm. Con này thì anh em có thể đánh được bát 30, bát 25, bát 40 cũng được. Bát 40 côn tầm côn 76, côn 75 đều được anh em nhé. Đấy, hoặc là chép kèn, 350 hoặc 450. Đấy, chứ con này thì không đánh được bát 50 là không đánh được. Hoặc là bát 40 côn 100 thì hơi khó anh em nhé, cứ có côn nhỏ tầm bát 30 côn to cũng được. Đấy, mà chép và chép kèn 250 hoặc 350. Đấy, thì anh em chơi con này rất là thoải mái. Đó, con này thì khi anh em mua hàng thì bên em sẽ hàn sẵn dây cho anh em ở đây. Đây anh em thể nhìn này, hàn sẵn dây như này này. Đấy, dây dợ bên em sẽ hàn sẵn cho anh em như này. Đấy, là anh em về chỉ việc gọi là gắn vào loa là sử dụng thôi. Để anh em về nâng cấp hoặc là anh em gắn thêm vào thì thường những cái con loa cũ của anh em ấy ạ, thường trong bên trong nó sẽ không có phân tần đâu ạ, nó chỉ có những cái mạch nhỏ tí. Đấy, hoặc là những cái con tụ cản thôi. Chứ ít khi gọi là loa hiện đại bây giờ thì người ta mới chơi phân tần để nó cắt tần số, cắt giải tần sao cho nó chuẩn. Đấy, thì anh em có thể gọi là tìm hiểu hoặc là cân nhắc trước khi mua một cái phân tần, hoặc là anh em mà không hiểu thì có thể hỏi trực tiếp bên em. Đây đường input đây, đây là đường ra cọc loa để anh em đấu với âm ly. Còn đây là đường bát này, đường chép này. Đấy, đây là con loa hai quay hai đường tiếng, cũng nhiều anh em gọi là loa full đơn cũng được. Đấy, anh em có thể lắp vào loa full đơn. Đấy, loa hai đường tiếng hoặc là làm những cái loa bút xeo như này này. Đấy, con loa một bát chép như này là anh em sẽ sử dụng con này. Đó. Rồi ok, tiếp theo đến một mẫu thứ hai là một mẫu AB503. Con này là cũng là thuộc dòng hãng AB nhưng mà nó là dòng 3 đường tiếng anh em nhé. Anh em thể nhìn đây. Đấy, tất cả thông số thì nó vẫn y xì con kia, mỗi tội con này khác một chỗ là con này là AB503. Đấy, con này là AB502 này. Đấy, anh em thể nhìn nó khác không ạ? Cùng một hãng nhưng mà khác cái cấu hình, khác cái gọi là chức năng. Con này là 3 đường tiếng, con này sẽ gồm đây đường input đây. Đấy, đường chép đây. Đường bát đây và đường chung. Đây là median này, anh em nhìn chữ median đúng không ạ? Đấy, và tất cả cấu hình thì cũng như em nói, anh em có thể đánh bát 30, chung 12 hoặc chép kèn hoặc cái chép nhỏ cũng được. Đấy, đây là cấu hình loa 3 đường tiếng nhá. Đấy, AB503. Tất cả những dòng AB thì nó đều có cầu chì chống cháy. Được chưa? Đấy, con này thì đấy, em xin báo giá luôn hai cái mẫu này. Mẫu AB502 hàn sẵn dây thì em sẽ để cho anh em và các bác với mức giá là 430.000 đồng cho một cặp và miễn phí vận chuyển cho anh em. Và cặp AB503 này thì có mức giá là 480.000 đồng cho một cặp bao ship. Còn anh em nào đến tận nơi thì giá chỉ có 450 thôi nhá. Đấy, còn cặp 502 này đến tận nơi giá chỉ có là 400 thôi. Đó, ok. Ok, tiếp một mẫu thứ hai muốn gửi đến anh em và các bác thì là một mẫu tới từ hãng Zinet của Singapore. Thì hôm nay lại có hai mẫu tới từ Singapore tất cả, nhưng mà cái dòng Singapore ấy thì anh em thể nhìn đây. Đây, con
con này cũng là ba đường tiếng anh em nhé, ba đường tiếng, nhưng mà tất cả cái linh kiện phụ kiện của nó thì đều là linh kiện xịn hết anh em nhìn này. Đấy, Make in France. Đấy, con này cũng ba đường tiếng. Và anh em có thể nhìn ở đây thì sẽ có người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta là input. Đây là dây input. Đấy, thì khi anh em nhận hàng thì bên em sẽ hàn sẵn dây cho anh em như này này. Đấy, hàn sẵn dây về anh em chỉ việc cắt ra tuốt đầu như này là xong thôi. Đó, thì đấy là cái rất là hay. Bên em sẽ hàn sẵn dây cho anh em. Đấy, rồi, đây đường input này. Đấy, đường bát này, anh em nhìn đường bát sẽ đường ngoài cùng. Đây chúng ta sẽ đấu bát. Và cái con H338 này này thì bên em đã test cho anh em, cho rất nhiều anh em rồi, và rất nhiều anh em tin tưởng sử dụng cái con này. Đấy, tuy giá thành của con này rất là rẻ nhưng mà chất lượng con này cực kỳ vượt trội anh em nhé. Anh em nhìn tất cả từ con tụ này cho đến con trở này, đấy, rất là xịn. Đó, đây anh em nhìn rất là xịn luôn. Đấy, giá chỉ có 290.000 đồng anh em nhé, cả ship vào thì nó rơi vào tận 320.000 đồng cho một cặp này. Đấy, thì khi anh em mua hàng thì em sẽ hàn sẵn dây cho anh em như này. Đấy, đây là một cặp hoàn chỉnh đến tận tay, anh em nhận hàng thanh toán chỉ có 320.000 đồng miễn phí vận chuyển cho anh em. Đấy, đây anh em thể nhìn đây, có logo Z-Net đằng sau luôn này, cực kỳ xịn. Đây nhìn bảng mạch của nó mà giá lại cực kỳ tốt, giá là cực kỳ phải chăng mà chất lượng cực kỳ vượt trội. Anh em sẽ đánh bát 30, bát 25, bát 20. Đấy, một chung một chép. Đây đường mid đây. Đấy, đường chép này, đường chép sẽ làm ngay bên cạnh luôn. Đây đường mid đây, đường mid đường sẽ là đường ngoài cùng. Đấy, dây của nó đây. Đấy, anh em mua về mà không hiểu cái chỗ nào thì anh em chỉ việc nhấc máy lên gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, số điện thoại thì em sẽ ghi ở ngay trên màn hình rồi, anh em yên trí yên tâm, kể cả đặt hàng hay là anh em có thắc mắc gì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ngay trên màn hình. Cặp này chỉ có giá là 320.000 đồng một đôi anh em nhé, miễn phí vận chuyển cho anh em. Đấy, rồi tiếp theo đến là một dòng mà là vẫn là dòng Z-Net của Singapore. Hãng Z-Net này thì đã quá nổi tiếng rồi, anh em vừa có thể gọi là hãng Z-Net này thì nó vừa bán cả DAC này, cả dây quang, dây loa, đấy, cho đến phân tần cũng có hết luôn. Đây logo Z-Net em nhìn đâu ạ, tất cả những cái mối hàn rất là xịn. Đấy, và anh em yên chí là khi anh em mua hàng thì em sẽ hàn sẵn dây cho anh em, hàn sẵn dây ở đây. Đấy, con này thì sẽ có là sẽ, con này là dòng màu full đôi chép. Đấy, thế một bát hai chép này, một bát hai chép, đường input đây. Đấy, ba way ở trên này nó ghi là ba way nhưng mà theo em nó ghi đây sẽ là một, đây sẽ là dòng hai way thôi, ở dòng full đôi chép. Đấy, ok, đây tất cả tụ thì là tụ Pháp hết này, Make in France, tụ 6.8 đen hết này, rất là xịn. Tất cả linh kiện của nó đều là linh kiện xịn hết anh em nhé. Con này thì đây độ nhạy của nó lên tới 3500 Hz. Đấy, chưa sử dụng trong audio pro này, là màu xanh rất là đẹp. Đây, đây là con tụ chép này, đây là con nhện này, con nhện là chống cháy này, hai tụ sứ này, ba cuộn cảm này. Đấy, rất là xịn. Đấy, thì anh em yên chí là em sẽ hàn dẫn dây cho anh em. Như cặp này có mức giá là 550.000 anh em nhé, 550.000 một đôi. Đấy, đôi này thì em chưa hàn dây. Đây 350.000 một đôi. Đấy, con này thì model sản phẩm của nó là H3501. Anh em lấy sản phẩm nào cứ chụp ảnh lại màn hình cho em. Đấy, cứ chụp ảnh lại màn hình cho em là bên em sẽ gửi gọi là chuẩn nhất đến tận tay khách hàng. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Đấy, được chưa ạ? Cặp này là 550.000 anh em nhé. Đấy, cặp này là 320. Cặp là cặp AB503 là 480.000. Cặp AB502 là 430.000 đồng. Đấy, tất cả đều hàn dây. Đấy, và miễn phí vận chuyển cho anh em. Đấy, anh em nào quan tâm đến những cái mẫu phân tần loa để anh em về đóng loa, đóng thùng, hay là anh em cần có nhu cầu là nâng cấp hay là thay thế cái dàn cho anh em nó xịn hơn, nó tốt hơn, nghe hay hơn, cắt tần số chuẩn hơn, thì cứ liên hệ trực tiếp với em, bên em sẽ tư vấn chi tiết luôn cho anh em và các bác nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác cho các video tiếp theo.